khui nó, mình sẽ vặn cho nó ra cái Google. Đây là cái really nigga. Các bạn ơi, chỉ trong vòng 3 tiếng đồng hồ thôi là mình đã đi hết hơn 5 triệu rồi. Mà mình vẫn tiếp tục xài. Tại vì áp lực quá, lấy tiền ra xài cho nó đã áp lực. Tại vì áp lực quá, lấy tiền ra xài cho nó đã áp lực. Xin chào tất cả các bạn, mình là Google đây. Nếu như các bạn xem video này thì hiện tại mình đã lên máy bay và bay sang Hàn Quốc để... What the hell? Để quay vlog tiếp theo cũng như là du lịch tại xứ sở kim chi này. Ok, thì trước khi bắt đầu vào video thì nếu các bạn thích thì đừng quên để lại cho mình một like, share video để ủng hộ cho channel của mình. Còn thấy tốt hơn nữa thì các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký cũng như nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo từ video mới nhất nhé. Còn bây giờ thì let's go. Ok, thì video lần này mình sẽ làm 3 điều. Điều đầu tiên đó là mình sẽ unbox một cái thiết bị máy quay cũng là bạn đồng hành sắp tới của mình để đi Hàn Quốc. Thứ hai là mình sẽ đi shopping mua những bộ quần áo thích hợp cho khí hậu của Hàn Quốc. Và cuối cùng là mình sẽ đi ăn món Hàn Quốc tại Việt Nam để so sánh sự khác nhau của món đó tại hai quốc gia. Còn bây giờ thì let's go. Rồi, bây giờ là đã đến phần unbox một cái thiết bị máy quay. Thì cái này nó cũng rất là quen thuộc đối với Up Lớp rồi. Đây, đây là GoPro. Cái này có thể quăng xuống nước được anh em à. Rồi, ghê chưa. Đây, thì tại sao Mát với lại anh Chuối nói mình là tại sao mày không mua Google 8 đi, Google 8 sắp ra rồi, vào tháng 11 là ra rồi. Thì mình nói là để nó ra là tao đi mẹ hàng rồi, tao lấy gì tao quay. Cho nên là mình cắn răng chịu đựng, đau lòng cắt dạ, mình mua luôn Google 7. Mặc dù là Google 8 xài đã hơn anh em ạ. Ok, thì bây giờ là mình sẽ khui nó, mình sẽ vặn cho nó ra cái Google. Đây là cái really nigga. Không sai được, không sai được. Đây, cái logo của chúng ta đây. Món tiếp theo đó là cái chai bót. Thì cái chai bót này là nó chuyên dành cho Google luôn. Mình thích cái chai bót này hơn là những cái chai bót mà không có chính hãng anh em. Cái chai bót này là nó dành, nó thiết kế dành riêng cho Google luôn. Ủa sao kỳ vậy? Ha, sao kỳ vậy? Sau này này phải, đáng lẽ là phải cứng ngắt chứ. À, mình phải dặn, quên. Thường những cái video vlog thì mình cũng không có khùng điên mình hài tới nỗi mà mình quá không hài quá gọi là cái gì vậy, diễn lố á. Thì mình cứ bình thường nói. Thì ở dưới đây chúng ta có một cái chân dặn để chúng ta có thể fix cam quay hay là mình làm gì đó nó đứng có thể chụp hình được. Thì đi quay cầm Google đi vậy nè. Thấy chưa? Không có bị rung, không có bị gì cả. What? Rồi, thì đây là Google, ở đây có một cái nút bấm để chúng ta gọi là gì ta? Là khi mà các bạn không bấm á, thì nó sẽ không có gập xuống. Nhưng mà các bạn bấm rồi á, thì nó sẽ gập xuống để chúng ta cất giữ lại. Thì giờ mình thấy đây có những cái khớp mà nó khóa chặt lại, cố định lại, rất là thích hợp cho cái việc mà chúng ta quay rung hay là quay gì đó, chuyển động hay là gì đó. Rồi, vậy là xong cái Google. Thì bên cạnh mình mua cái Google, mình cũng có mua một cái bộ kit. Thì cái bộ kit này rồi là để hỗ trợ cho cái việc sửa chữa hay là lắp đặt cái Google đa năng đó, gồm 53 món trong một kit. Có nghĩa là gì? Như là thường thì các bạn ra mua Google thì các bạn chỉ được cái máy quay thôi, nhưng mà mình mua luôn bộ này để coi bên trong nó có gì. Đây, cái này là gì? Khi mà các bạn ví dụ leo núi hay là các bạn tham gia các hoạt động nguy hiểm hay là mạo hiểm, chứ không phải nguy hiểm, thì các bạn đeo vào, các bạn gắn Google trước ngực, các bạn không cần phải cầm làm gì cho nó bất tiện. Các bạn đeo vào, các bạn gắn cái Google lên ngực rồi các bạn chạy thôi, các bạn chỉ cần chạy thôi là được. Bởi vậy cái này nó cũng gọi là gì ta, đa năng mà cũng tiện lợi, cũng đâu có nhiều đâu. Còn cái này là chắc là gắn lên cái nón bảo hiểm. Đó, cái này nó có một bộ đầy đủ luôn. 15 minutes later. Rồi, vậy là chúng ta đã giới thiệu người bạn đồng hành của mình trong chuyến đi lần này. Tiếp theo là mình sẽ đi shopping để mình thay những bộ đồ thích hợp cho khí hậu cũng như là phong cách ở bên Hàn. Mình nói trước là mình không có giỏi ăn mặc, cũng là mình không phải là một người gọi là fashionista, một người có gu ăn mặc đẹp. cũng không am hiểu về thời trang, mình chỉ thấy cái nào mình thích nó đẹp là mình mặc, cái nào mà gọi là nó hợp với khí hậu là mình mặc, không cần biết là người ta chơi hay là xấu chuyên môn gì bla bla, là dẹp hết, dẹp hết. Cái chuyến đi này là của tôi muốn bận gì kệ tôi, ok đi thôi. Ok thì hiện tại là mình đang ở một cái shop tên là H&M. Thì chắc là các bạn trẻ ai mà mê thời gian thì thời trang chứ thì cũng biết. Thì mình sẽ đi một vòng sơ qua và mình đang lựa những cái áo phông này nè để mình đi hàng không có bị lạnh. Lạnh là chắc rồi đó. Mình nghe nói là tháng 10 này sẽ rất là lạnh. Này. Các bạn ơi, chỉ trong vòng 3 tiếng đồng hồ thôi là mình đã đi hết hơn 5 triệu rồi. Mà mình vẫn tiếp tục xài. Tại vì áp lực quá, lấy tiền ra xài cho nó đã áp lực. Tại vì áp lực quá, lấy tiền ra xài cho nó đã áp lực. Đèo tiền. Nói chứ tại vì mình mỗi một quý mình mới mua một lần, chứ không phải là mỗi tuần hay là mỗi tháng mình đi mua. Tầm nửa năm hay là 3-4 tháng thì mình mới mua một lần. Nhưng mà mỗi lần mua là mình sẽ mua gọi là sạc nghiệp luôn. Ok, và cuối cùng thì mình cũng đã quay trở lại về tới công ty rồi. Thì bây giờ là mình sẽ lấy đồ ra thử. Mình chỉ là lên trển mình quay lum la linh tinh cái kiểu quay tới quay lui rồi mình chèn nhạc thôi. Tại vì ở trên đó có nhạc bản quyền cho nên là mình không thể chèn, không thể gọi là gì ta thu âm thật được. Và về tới đây mình mới bắt đầu thay đồ cho mọi người xem. Còn bây giờ thì đã tới màn biểu diễn thời trang của một thằng không biết gì về thời gian. Và bây giờ là bộ đầu tiên xin giới thiệu với tất cả các bạn. Mình sẽ đặt tên cho bộ này là ông già Noel đi trốn nợ. What the hell. Rồi, thì bây giờ là bộ này là áo len và cái này là nón len. Đây sẽ là một bộ gọi là hợp thời gian, nhưng mà các bạn đừng lo, cái nón len của mình sẽ đi hết, đi xuyên suốt cái series những bộ đồ còn lại của mình. Tại vì hết nón rồi xài đại một cái nón thôi, tiền đâu mua nhiều, tiền đâu mua. Bên cạnh đó mình còn mua thêm một đôi giày nữa và tổng bill của ngày hôm nay mình đi hết gần 10 triệu đồng anh em à. Oh my god. Wow. Mấy đôi giày cho mình xem. Đây. Và đôi này mình sẽ mang đi Hàn Quốc. Cái cảm giác mà khui giày mới nó thơm. Đây thì đây là cái đôi Adidas MMD. Và đôi này hình như là có phản quang, không biết là các bạn đang xem video nó có bị phản quang không. Còn mình thì khi mà chụp hình lên thì các bạn bật flash lên nó sẽ phản quang. Cái áo len này bên trong sẽ bận thêm vài lớp nữa, nhưng mà hiện tại thì mình đang ở Việt Nam cho nên là mình không thể bận nhiều lớp được. Bận như vậy, style gì có thể là các bạn sẽ nói mình ồ cái thằng này màu mè quá, nhưng mà Thôi lâu lâu tôi được đi nước ngoài, tôi không hiểu được tiếng Hàn. Bởi vì nếu mà có người Hàn chửi tôi thì tôi cũng không sao anh em. Còn tôi mà đi ra tôi ở Việt Nam, tôi ra đường tôi bận bộ này là người ta chửi tôi khùng rồi. Còn bây giờ thì chúng ta hãy đến với lại bộ thứ hai. Rồi, ok. Và bây giờ là bộ thứ hai. Thì bộ này mình không có đem đi Hàn Quốc. Thì bộ này là chắc là mình sẽ thêm một số cái mấy cái material á. Nè mình chưa có gỡ màng nữa. Thì cái áo bên trong là áo sơ mi, nhưng mà mình không muốn là áo sơ mi, mình muốn là cái áo cổ lọ hay là áo gì mà màu đen á, nó sẽ hợp với lại những cái áo này hơn, kiểu nó quý phái hơn, nhìn nó sang trọng hơn. Thì cái áo này là mình cảm thấy là ngầu thì mình mua thôi, chứ không biết là có nên đem theo đi Hàn không. Tại vì mình đi Hàn là kỳ này mình quay vlog là mình sẽ hoạt động rất là nhiều, còn cái áo này thì chỉ dành cho những buổi ngày mà ở Đà Lạt chậm chậm sương sương đồ, nó hiu hiu đồ, uống một tách cà phê ngủ tới tối luôn. Nani? Cái áo này nó là lạ rồi. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với lại cái áo tiếp theo, cũng là cái áo có thể là cái áo cuối cùng rồi, mình hết mua rồi. Còn lại là mình mua giày và mình mua này nọ để mình chuẩn bị mình mặc lại đồ cũ cũng được. Còn bây giờ thì tới áo thứ ba nào. Và đây là áo cuối cùng. Đây là một chiếc áo phông thì hợp cho những cái thời tiết lạnh, cũng như là ngoài miền Bắc của chúng ta hay bận với cái áo này lắm. Chắc là mình sẽ bận thêm một hoặc hai lớp nữa thôi. Thì mặc cái áo này vô là Hàn Quốc là mình sẽ chinh phục được. Cái áo này là hợp lý cho tất cả những ngày mà mình ở Hàn Quốc luôn. Tại vì nó vừa gọi là đơn giản mà gọi là nó gần gũi với mọi người nữa, chứ không có những như mấy cái áo màu mè ban nãy. Thì mình thấy là cái áo này để mình chinh phục cái Hàn Quốc này là vừa. Có 3 ngày chinh phục mẹ gì, chinh phục chắc một cái khu vui chơi là hết rồi. Ok, còn bây giờ thì các bạn hãy nhớ đón xem những cái vlog tiếp theo của mình ở Hàn Quốc nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn cũng đừng quên chia sẻ cho channel của mình. Còn bây giờ thì bye bye.